Từ khoảng những năm 90 của thế kỷ 20, An Giang quê hương tôi xuất hiện những bức tranh lá thốt nốt vừa vẻ đẹp, vừa dân dã, vừa mang tính nghệ thuật công phu. Hành trình có được những bức tranh độc đáo bằng chất liệu từ lá thốt nốt mãi là những câu chuyện hoài niệm, nhớ thương cho người sáng tạo ra chúng. Quê tôi, vùng Bảy Núi, ở nơi có những cánh đồng trải dài ra tận chân núi, có một hình ảnh quen thuộc mà nét đặc trưng đó là những hàng thốt nốt vươn mình sừng sững để như một nét sinh hoạt mưu sinh. Cây thốt nốt ở đây gắn bó làm bạn tri kỷ với người nông dân theo ngày tháng, năm này nối tiếp năm kia. Hàng cây thốt nốt vẫn lặng lẽ cung cấp nguồn lợi làm kế sinh nhai cho bà con. Cây thốt nốt hữu dụng hầu hết ở các bộ phận như thân thốt nốt, bông thốt nốt, trái và lá thốt nốt. Được biết, xưa kia, lá thốt nốt được tận dụng để viết kinh Phật trong chùa và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt đời thường của bà con như nhóm bếp, lập nhà, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Nhưng độc đáo và sáng tạo nhất là dùng lá thốt nốt để vẽ tranh. Trong lá thốt nốt có những sợi tơ mỏng, chính điều này đã giúp cho lá có độ dai và bền hẳn so với những loại lá khác. Lá thốt nốt vẽ được phải là lá non nên phơi khô và được sáng chế rất công phu, mất nhiều thời gian. Thông thường, phơi lá phải đậm nắng để giữ được màu lá, có lẽ vì vậy ảnh hưởng rất nhiều để vẽ tranh. Xin chào cô và các bạn, em tên là Bùi Thị Tiên và nhóm của em là bạn cùng bạn An, Sang và bạn Khoa sẽ đến tìm hiểu về làng nghề chân ghép lá thốt nốt và các bạn là cô đó Sang. Nghệ nhân Võ Văn Tạng ở núi Sạch Thoại Sơn là người đầu tiên sáng kiến vẽ tranh trên lá thốt nốt ở vùng Bảy Núi này. Ông đam mê hội họa ngay từ nhỏ, mãi đến khi về hưu mới thực hiện được niềm đam mê. Cảm xúc và nỗi niềm đam mê của một người họa sĩ không chuyên vẫn bùng cháy để thực hiện tâm huyết sáng tạo nghệ thuật. Và ông đã truyền lại cho thế hệ trẻ kỹ thuật vẽ bằng cả lòng yêu nghề cùng sự sáng tạo. Học bao lâu thì mình mới có kinh nghiệm đầu tay chú? Vậy chú học ở đây được bao nhiêu lâu rồi chú? Dạ, cảm ơn. Cho em hỏi, ở khâu cắt lá này mình phải làm như thế nào để có thể cho đẹp và phù hợp với bức tranh? Này mình phải cắt theo lá cho nó thẳng mà nó ngay á. Và chất liệu của mình đã dùng cái chiến cắt lá vô tờ giấy là dùng loại keo gì chị? Mình dùng keo con chó. Dạ. Dạ không biết là lá thốt nốt này chị nhập từ đâu vậy chị? Ở Tân Biên á, Châu Bắc Tân Biên. À, cũng khá xa hả? Dạ em cảm ơn. Chúng tôi được chú giới thiệu cách để hoàn thiện bức tranh lá thốt nốt. Hầu hết công đoạn nào cũng mang tầm quan trọng, từ cách dán lá đến vẽ tranh lá. Tranh vẽ trên lá thốt nốt không dùng cọ hay màu để vẽ mà chỉ dùng bút lửa
loại bút hàn điện để tạo hình với gam màu đen, vàng, nâu. Người vẽ tranh phải tưởng tượng độ đậm nhạt sao cho phù hợp, kiểu phát họa đường vân của bút lửa tạo độ đậm nhạt màu giống như thổi hồn vào bức tranh, làm sống dậy từng đường nét. Có lẽ chúng tôi đã mơ trở thành thợ vẽ tranh và vẽ tranh trên lá thốt nốt từ khi nào không biết. Đó là những giây phút thỏa mãn niềm đam mê của chúng tôi và ấp ủ những giấc mơ đầu đời. Mai sau này sẽ là người vẽ tranh trên lá thốt nốt thật giỏi như nghệ nhân Võ Văn Tài. Đấy thì chú tìm đến đây để mà giải tỏa nỗi buồn cũng như là căng thẳng, thì cho con hỏi một câu là không mấy từ cảm hứng từ đâu mà chú có cả bắt đầu cái việc vẽ tranh bằng thốt nốt ở trên giấy? Chú thì thích cái môn hội họa dữ lắm, nhưng mà chú cũng có điều kiện để theo dõi cái mà về cái học cái lớp chính quy á. Do đó trong thời gian mà chú còn ngồi ghế nhà trường á, từ lúc là còn nhỏ mà chú vẫn vẽ suốt cho tới đi làm. Chú làm bên ngân hàng mà nó cũng tréo cái ngày, không phải là theo cái mỹ thuật bên hội họa, nhưng mà tại vì mình đam mê thành ra mình mới theo cái đeo đuổi cái môn hội họa không chính quy. Thì chú cũng có cái suy nghĩ là mình không có được đào tạo chính quy, nếu mà mình vẽ theo cái cách vẽ truyền thống của các họa sĩ chuyên nghiệp á thì mình sẽ không theo kịp họ, bởi vì họ là có qua trường lớp rồi cũng có đào tạo về mỹ thuật á. Do đó là chú muốn có cái sản phẩm mà đặc trưng riêng của mình, không vẽ theo cái cách vẽ truyền thống là sơn dầu màu nước này kia rồi đó, theo các họa sĩ chuyên nghiệp vẽ đó. Thành ra từ đó là chú mới nghiên cứu là tìm một cái chất liệu nào đó để mình vẽ cho riêng mình thì mình có thể là nổi bật được, có thể là theo kịp các họa sĩ chuyên nghiệp. Thì trong thời gian chú làm ngân hàng á thì thường thường á là đi thẩm định cho vay á thì cán bộ tín dụng đi làm cái chú có đi, thì lúc đó là chú làm giám đốc ngân hàng nông nghiệp huyện nè. Nhưng mà có một lần đó thì có cái tổ mà làm quạt bằng lá thốt nốt á của người dân tộc Cà Mau á, thì kỳ đó là chú đi thẩm định cho vay cái tổ đó, thì xuống chú mới thấy cái lá thốt nốt nó đẹp quá. Nên trong cái đầu mình có suy nghĩ là mình sẽ lấy cái chất liệu lá thốt nốt để vẽ tranh. Thì lúc đó thì chú bận công việc thì cũng bắt tay vào vẽ liền, thì nhờ cái ông tổ trưởng ông mua về một số cái tàu lá thốt nốt về rồi để đó. Rồi trong khoảng 4-5 năm khi về nhà thì chú mới bắt đầu chú lấy ra vẽ. Thì đặc biệt cái lá thốt nốt này là nó không có bị hư hao vậy đó, không bị mối mọt, không bị giòn gãy, màu nó vẫn là cái màu vàng sáng. Mà đây là cái lá non chứ không phải là vẽ trên cái lá già. Thì do duyên từ đó đó. Dạ. Bắt đầu vẽ tranh bằng thốt nốt thì chú có gặp khó khăn gì trong cái việc này, nó có cản trở gì mấy không? Đúng ra thì vẽ tranh trên lá thốt nốt của mình không có vẽ bằng cỏ, không có vẽ bằng màu như các họa sĩ chuyên nghiệp đó. Mình vẽ bằng bút lửa thì tất nhiên là nó phải có cái khó khăn rồi đó. Nhưng mà trước khi đến với cái tranh lá thốt nốt là chú cũng vẽ trên tranh trên lá cây thông tế, vẽ bằng bút lửa. Do đó là khi mà chuyển từ cái lá cây thông tế sang làm tranh trên lá thốt nốt đó, thì mình cũng có cái kinh nghiệm mình vẽ trên lá cây thông tế rồi. Tại sao không vẽ cây thông tế mà chuyển sang lá thốt nốt? Mà tại vì cái cây thông tế cái lá nó ngắn, nó không có bề bản, chứ nó dễ chứ bị rệp sáp tấn công, thành ra cái lá nó không có đảm bảo chất lượng. Thành ra vẽ thì nó bước đầu thì vẽ là nó không có khó khăn đó. Vẽ trên bút lửa là phải tập làm quen chiếc cây bút trong một thời gian cũng dài á. Chiếc cây bút lửa khó vẽ lắm, mình đưa vô lá cái nó bị cháy nám hết à. Thành ra có nhiều khi học trò học mà cái lớp của chú vẽ, nhiều khi cả chừng nửa tháng cầm cái bút lửa để vẽ trên cái lá mà vẽ cũng không được nữa. Còn nhiều khi là thôi bỏ nghề, không theo đuổi nữa. Nhưng mà khi mà đam mê rồi thì hiện nay thì chú cũng có khoảng mười mấy người thợ là vẽ, hôm nay là thành thợ hết rồi đó, chứ mà không học trò. Thì cái đó là cái bước đầu rồi, nó cầm cái bút lửa vẽ hơi khó khăn. Nhưng mà khi chuyển sang cái lá thốt nốt thì ngay cái bức tranh đầu tiên là chú vẽ nó thành công rồi. Cái bức đó chú còn nhớ là cái bức chú vẽ tùng hạt thì nó thành công trong cái thời điểm đó. Nhưng mà so với mười mấy hai chục năm nay thì
cái tranh thời gian bây giờ đó, thì cái bước đó thì so giờ không bằng, nhưng mà ngay từ điểm đầu nó đã thành công. Đây con không? Lá mà lành đó, nó không bị mối mọt rồi. Cái này á, làm tranh bằng lá thốt nốt á, thì phải nói là nó qua rất nhiều công đoạn. Mà cái lá mình làm á, là phải cái lá non, lá nó còn bứt như cái bắp chuối vậy nha. Nếu cái lá nó xè ra nó bị xanh rồi thì mình không có làm được ha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, lá mình mua về á, là mình phải chọn là vào mùa nắng để chặt cái lá về. Chứ mình xè ra mình phơi á, phơi cho thật khô. Chứ còn nếu mà cái lá này mà vào mùa mưa mà nó chỉ bị một hai giọt mưa nó cũng bị thâm là không xài được. Còn cái đặc biệt cái lá thốt nốt này là mình khỏi xử lý, nó không có bị mối mọt gì hết đó, không bị chuột cắn nữa. Nó đặc biệt vậy đó, cái kho lá của chú làm bằng gỗ á, là mối mọt nó ăn muốn đứt cột kẹo chân á, nhưng mà trong cái lá thốt nốt là nó không vô, không con gì vô chứ. Bởi vì chú làm cái kho lá là nó nằm ở ngoài đồng á, xung quanh là cỏ mịt chân à, chuột nó cũng không có vô cắn nữa. Còn để chừng 10 năm, 20 năm, cái lá vẫn dẻo nhẹo à, chứ không phải về nó dồn nó gãy như các cái lá khác. Lá thốt nốt nó đặc biệt, lá nó dày. Do đó mình dùng cái bút lửa mình vẽ nó không có bị lụng. Tôi thích thú ngắm nhìn thật lâu những sản phẩm do chú và những thành viên làm ra. Đó là những bức tranh mang hồn cốt và ý nghĩa chân thật từ những hình ảnh thực tế cuộc sống của quê hương. Ngoài những bức tranh mang nội dung gần gũi phong cảnh làng quê thì nghệ nhân Võ Văn Tạng rất thích vẽ chân dung, nhất là chân dung Bác Tôn quê hương An Giang, đặc biệt là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nói đó là sự chân quý, tưởng nhớ, nhắc nhở đến thế hệ mai sau những công lao xây dựng quê hương đất nước của thế hệ người đi trước. Có lẽ chính vì vậy mà trên lá thốt nốt cũng được tiếp nhận rất nồng hậu. Tuy xuất hiện hơn 20 năm nay nhưng hồn tranh lá thốt nốt cũng đã trở thành giá trị tinh thần cho không ít người biết đến. Lá thốt nốt mộc mạc, bình dị nhưng trở thành vật dụng có hồn. Đó là niềm tự hào trước sự sáng tạo độc đáo, làm giàu đẹp cho nét văn hóa quê nhà. Sự sáng tạo đó đâu chỉ đơn thuần là thỏa niềm đam mê của người ở độ tuổi hưu trí, mà còn là ấp ủ ước muốn mang ý nghĩa cao cả, truyền lửa nghề, truyền sự sáng tạo và tạo ra môi trường việc làm cho thế hệ trẻ chúng ta. Tranh lá thốt nốt mộc mạc, trang nhã như chính cuộc đời, người thổi hồn cho lá thốt nốt. Như các bạn đã biết, tranh ghép lá thốt nốt được xem là nghệ thuật vẽ tranh rất sáng tạo và độc đáo do người con quê hương An Nhiên tạo ra. Chính sự sáng tạo ấy đã đem đến một bước ngoặt mới cho làng mỹ thuật trên khắp cả nước và đã vẽ nên cái hồn cho những vật dường như vô tri vô giác. Vì thế, thế hệ trẻ của chúng ta hãy trân trọng giữ gìn, phát huy và tiếp nối những gì mà nghệ nhân Võ Văn Tạng đã sáng tạo ra, cũng như các làng nghề thủ công mỹ nghệ khác trên đất nước Việt Nam. Nhớ chúng em xin cảm ơn cô và các bạn đã xem hết video về làng nghề tranh ghép lá thốt nốt. Cuộc hành trình đi tham quan làng nghề tranh ghép lá thốt nốt đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có thời gian rảnh hãy đến tại khu vực Tam Bình Dương, thị trấn Long Giang, An Giang để xem về những bức tranh mới nhất. Do thời lượng video có hạn nên chúng em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Hay quá. Có không?